if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead. Thắc mắc là một viên kim cương nó có đáng giá hơn ba cái điện thoại nè, mình cũng không biết nữa các bạn à. Các bạn để lại phần comment cho mình biết nha, một cái viên kim cương có đáng giá hơn ba chiếc điện thoại không. Ông trời tạo ra địa chấn, phạt cái đầu anh là điểm nhấn. Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của VinMC. Đến với hôm nay chúng ta lại quay trở lại với chuyên mục Reaction phần thứ 3. Và để xem trong thời gian nghỉ dịch gần đây mình đã đăng những gì trên đây nhé các bạn. Và thực sự là 1-2 hôm nay là không phải là thời gian nghỉ dịch nữa rồi. Và các bạn đã đi học trở lại rồi ha. Và chúng ta không liên thoại liên thiên nữa và chúng ta cùng nhau bắt đầu với tiếp phần thứ 3. Nếu mà các bạn nào yêu quý mình, các bạn có thể follow mình trên TikTok, đó là ID là Nguyễn Hoàng Vinh ha. Các bạn gõ tìm kiếm là Senora thôi. Và trước khi bắt đầu á, các bạn để lại video này một like và đăng ký kênh. Đấy. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúng ta cùng nhau bắt đầu nào các bạn ơi. Rồi, mình đang thắc mắc là nếu mà chúng ta thử cái kiểu này trong giai đoạn sinh tồn thì không biết có chết không nhỉ? Nhìn giống kiểu như là bốc hơi á. Quầy. Đúng giống kiểu như là tuy tao yếu nhưng anh em tao đông. Vậy cái đoạn này là mình trích của một đoạn của video về gấu trúc gần đây của mình, thấy đoạn này khá là hài nên mình up lên TikTok luôn các bạn ơi. Gấu trúc khá là ngáo. Khi tôi lướt TikTok cùng bạn gái. Ôi ơi, đã lướt TikTok gặp gái mà giờ mà còn thả tim nữa các bạn à. Ôi cái này là xong Vinh rồi. Trời ơi, video nào cũng thả tim hết trơn rồi ơi. Xong Vinh này. Trời ơi. Đã là người ta đang giận dỗi các thứ rồi mà còn qua nhà không mở cửa. Người ta không mở cửa rồi, mình sẽ phá luôn cái cửa luôn. Hay là khúc lấy điện thoại của bạn gái nè. Đoạn này là như là đặt hình nền đó các bạn. Rồi, chơi luôn nguyên cái hình nền động. Uầy, magic. Thằng ảo ghê nha. Trời đúng rồi. Mưu kế ghê vậy. Hai đứa này mưu kế quá. Rồi tiếp theo làm gì đây đây. Rồi. Có kế hoạch. Có kế hoạch tất cả. Uầy. Uầy. Để xem chúng ta có gì nào. Ở đây là chúng ta có hồi nãy là lúc đầu là một viên phải không? Giờ mình có thêm hai viên kim cương các bạn à. Thêm một cái điện thoại màu hồng, mình cướp được. Cái điện thoại màu hồng là khúc này đó các bạn. Đây. Đây lúc này là mình dò xét. Đây các bạn thấy nhỏ này đang cầm cái điện thoại màu hồng không?
mình đi ngang qua mình chộp mình cướp của nó luôn đấy, không hay biết đấy, được được. Với lại lời ấy. Nguyên cả gia đình tự tử. Rồi. Dân làng đôi khi nó cũng khá là ngầu, đôi khi cũng khá là ngáo. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Dân làng ghê thật sự. Vừa xuống lava là có thể bật dậy lên về nhà liền. Ghê. Thuê phòng VIP 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 VIP. Phải cái lời bài hát mình nghe kiểu như giống như là thuê phòng VIP 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 VIP. Mà mình công nhận là Golem nó trâu máu rồi các bạn. Bắn cỡ có mấy chục viên mà chưa thấm thía. Rồi lại thêm một pha magic. Rồi ảo ghê nha. Rồi lại cái tiếng nhạc này rồi. Để xem cái pha King Home này nó sẽ như thế nào. Ôi bắt cua ghê nha. Trời. Quang. Này là đang là cúp đá phải không? Rồi. Cúp đá thì sao đòi kim cương. Đấy. Phải liền. Rồi hình như có đoạn tiếp. Phải tiếp nhảy. Nhìn giống như kiểu dân làng. Nhìn kiểu giống như dân làng tại dầm á. Skeleton bị viễn thị hết ta. Đứng gần nhưng mà bắn không trúng hay là do con rùa nó nhỏ quá. Cách để ảo thuật bí mật không bị phát hiện. Cực đỉnh của nhà ảo thuật gia thế giới. Ủa đâu rồi ta? Ủa có ai thấy mình không ta? Mình trốn đây rồi làm gì ai thấy. Ôi ảo thuật là không thấy luôn các bạn. Ghê thiệt. Trời ơi, tao khỏi mình up lên YouTube mới được. Ghê thiệt. Ảo thuật là không thấy luôn. À mà từ cái đoạn này nè, từ cái đoạn này là về sau là mình sẽ dùng các video TikTok của nước ngoài nha. Từ cái khúc này nha các bạn, đây không phải là video TikTok của mình nữa, mà sẽ là TikTok của nước ngoài. Wow, xây nguyên cái hình mấy ông này luôn.
Photoshop hả? Ôi bữa vậy. Rồi. Herorai giờ xưa rồi các bạn ơi. Herorai nổi tiếng ở Việt Nam từ vào năm 2016, 2017, thậm chí cũng có thể là 2018 mà nó đã bắt đầu hạ nhiệt rồi. Bây giờ 2020 rồi, bây giờ còn nhắc lại Herorai thì nó rất là xưa rồi đúng không? Herorai giờ cũ lắm mày. Quay đỉnh cao vậy. Quay mượt. Mẹ biết gì đỉnh vậy ta. Quay. Ông nào edit gì ta ơi. Edit từng chút rất là kỹ. Tôi nể luôn á bạn. Mấy cái khúc chuyển cảnh nhìn nó mượt. Wow. Cái này là server Trung Quốc đúng không? Ồ, server tên là mc.163.com. Wow. Mấy ông Trung Quốc này chơi cũng ghê lắm đó các bạn. Mấy cái pha đỉnh cao gì mới gọi là PVP chứ các bạn. Good good good. Ok, và video mình đến đây cũng đã là kết thúc rồi. Thì nếu các bạn yêu thích video này, để lại video này một like và một đăng ký kênh bên YouTube. Và các bạn đừng quên follow bên TikTok của mình nha, để trên màn hình cho các bạn đấy. Và hẹn các bạn cho các video sau. Bye bye.